Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình làm thêm một món bánh trung thu nữa cho đủ bộ, đó là bánh trung thu nhân đậu xanh. Nhân đậu xanh thì phải xên nhân hơi lâu một chút, nhưng mà nó sẽ bao gồm những nguyên liệu đơn giản và dễ kiếm, vì vậy ai cũng có thể làm nhé. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Mình sẽ bắt đầu với phần nhân đậu xanh trước, nguyên liệu mình dùng như sau. Nguyên liệu mình dùng gồm có 100g đậu xanh khô, không vỏ, 50g đường, 50g dầu ăn. Các bạn có thể thay bằng dầu dừa, cũng làm cho nhân thơm hơn khá nhiều. Đó là 3 nguyên liệu chính. Ngoài ra thì mình có dùng thêm 3 nguyên liệu nữa. Thứ nhất là 20g mạch nha. Nguyên liệu này giúp tăng độ dẻo cho nhân. Không kiếm được mạch nha thì các bạn có thể thay bằng đường ngô hay corn syrup. Tiếp theo là 15g bột bánh dẻo. Mình cũng có thể dùng bột mì, bột ngô hoặc là bột nếp thường. Bột thêm vào nhân thì sẽ hỗ trợ cho nhân nhanh sệt và cũng làm nhân đứng hơn một chút. Cuối cùng là tinh chất vani. Vani sẽ làm nhân thơm hơn nhiều, góp phần làm dậy mùi đậu xanh, đặc biệt là khi mà mình xên nhân với dầu ăn, nó cũng sẽ làm át đi mùi dầu nhé. Mình rất khuyến khích mọi người nên dùng. Đậu xanh thì mình sẽ rửa sạch qua nước, sau đó cho vào nồi. Nếu có thời gian thì các bạn có thể ngâm đậu trước vài tiếng thì nó sẽ nhanh chín hơn. Hôm nay thì mình nấu trực tiếp. Mình thêm vào khoảng 500-600ml nước. Ta sẽ đun ở lửa trung bình. Khi nước bắt đầu sôi thì mình sẽ hạ lửa nhỏ và vớt bọt. Ninh đậu đến khi nó mềm nhừ. Trong quá trình đun, nếu mà nước bị cạn thì các bạn có thể thêm một chút nước sôi. Nhưng mà mình cũng không cần cho quá nhiều nước, vì như vậy thì xên đậu sẽ rất mất thời gian. Mình sẽ đun khi mà đậu nhừ, trông giống như là chè các bạn. Khi này thì mình sẽ để nguội bớt, sau đó cho vào máy xay. Mình sẽ xay cùng với 50g đường và một xíu muối. Muối góp phần làm hài hòa hương vị cho nhân. Sau đó thì mình cho đậu vào chảo và bắt đầu xên. Ta sẽ để lửa trung bình nhỏ. Nếu mà hỗn hợp bị nhiều nước quá thì các bạn sẽ đun cho nó bay hơi bớt. Sau đó thì mình sẽ trộn đều 15g bột bánh dẻo vào với 50g dầu. Mình cho từ từ hỗn hợp dầu và bột bánh dẻo vào chảo. Ta sẽ khuấy đều sau mỗi lần cho để dầu được quyện vào với nhân. Khi cho hết số dầu thì mình sẽ cho vào 20g mạch nha. Mình cũng sẽ khuấy đều. Khi này thì việc duy nhất của mình đó là đảo nhân trên chảo cho đến khi nó sệt thành một khối. Tổng thời gian xên sẽ khoảng vào 1 tiếng, tùy mỗi người. Các bạn thấy là hỗn hợp sẽ đặc dần vào một khối, nó sẽ dần dần không dính vào chảo nữa. Mình sẽ cho khoảng 1/2 thìa cà phê tinh chất vani.
Khi mà nhân đã đặc rồi thì mình sẽ nên hạ lửa nhỏ bớt so với ban đầu để nhân không bị tách dầu. Mình sẽ xên đến khi mà nhân thật dẻo, không dính chảo. Khi này thì ta sẽ hạ lửa nhỏ nhất và các bạn có thể trộn bằng phới tiếp, hoặc là ta có thể đeo găng tay và thử độ dẻo của nhân bằng tay. Các bạn cẩn thận vì nhân sẽ vẫn còn nóng nhé. Ta sẽ véo thử một miếng nhân, sao cho khi nóng thì nhân vẫn có thể giữ nguyên hình dạng, không bị chảy, như vậy là được. Nhân chảy khi nóng thì bánh trung thu của mình khi nướng cũng sẽ không giữ được hình dạng đẹp nhé. Mình cũng không cần xên quá lâu, sẽ dễ làm nhân bị khô. Sau khi để nguội, nhân sẽ còn dẻo và đứng hơn một chút nữa. Ta sẽ để nguội nhân. Sau khi để nguội thì mình có thể để tủ lạnh. Công thức sẽ cho các bạn khoảng 360g nhân. Nhân sau khi để lạnh thì nhân sẽ rất dẻo và đứng. Khi này thì mình đã có phần nhân sẵn sàng để làm bánh. Khi này thì mình sẽ trộn bột vỏ. Cách làm bột vỏ sẽ giống như mình đã chia sẻ trong video bánh trung thu nhân thập cẩm. Mình sẽ nhắc lại để cho những bạn nào chưa xem video đó được rõ hơn. Trong bát thì mình sẽ có 90g nước đường bánh nướng. Nếu ở Việt Nam thì các bạn có thể mua sẵn online hoặc là các hàng nguyên liệu làm bánh. Mình cũng đã chia sẻ cách tự nấu nước đường ở nhà trên kênh, các bạn có thể tham khảo nhé. Ta sẽ thêm vào 18g dầu thực vật hay dầu ăn giúp cho bánh mềm hơn. Lòng đỏ trứng giúp cho vỏ bánh mềm hơn và màu cũng sẽ đẹp hơn. Và cuối cùng là 6g bơ đậu phộng. Nếu không có thì các bạn có thể bỏ qua. Bơ đậu phộng ngoài giúp cho bánh mềm, nó cũng góp phần thêm hương vị bùi bùi cho vỏ bánh. Ta trộn đều. Bánh trung thu truyền thống thường có thêm nguyên liệu là nước cho tàu. Nước cho tàu là dung dịch có tính kiềm giúp cho bánh bảo quản được lâu hơn và lên màu đẹp. Tuy vậy nó là nguyên liệu có hại cho sức khỏe, vì vậy ta có thể thay thế bằng baking soda, cũng là một nguyên liệu có tính kiềm. Nếu mà không có baking soda thì các bạn cũng có thể bỏ qua, bánh cũng vẫn rất ngon, nhưng mình thì mình sẽ không dùng. Tiếp theo mình cho vào 130-135g bột mì, tùy vào độ hút ẩm của bột. Bột mì mình dùng là bột mì đa dụng hay bột mì số 11, các bạn cũng có thể thay bằng hỗn hợp một nửa bột mì số 8 và một nửa bột bánh mì hay bột mì số 13. Hàm lượng protein càng cao thì bánh sẽ càng cứng hơn, protein càng thấp thì bánh sẽ càng mềm. Ta sẽ dùng hàm lượng protein trung bình để nó có sự cân bằng cho món bánh của mình nhé. Bột bánh trung thu mình không cần nhào quá nhiều. Sau khi bột đã quyện thành một khối thì mình sẽ bọc kín và để bột nghỉ khoảng 30-40 phút. Việc để bột nghỉ sẽ giúp cho bột đỡ dính hơn. Trước khi nướng bánh thì mình sẽ cần làm nóng lò ở 200 độ C với quạt đối lưu. Nếu không dùng quạt thì nhiệt độ mình sẽ chỉnh là 210 độ C. Các bạn thấy là nhiệt nó cao hơn một chút so với video bánh trung thu nhân thập cẩm. Vì nhân đậu thì nó sẽ ẩm hơn nhân thập cẩm, nên mình sẽ nướng nhiệt cao hơn để vỏ bánh nhanh chóng chín và khô. Thay vì mình nướng nhiệt thấp thì vỏ bánh sẽ lâu khô hơn và nhân nó cũng sẽ dễ bị phồng nếu mình nướng lâu. Với bánh nướng trung thu truyền thống thì lượng nhân sẽ gấp đôi lượng vỏ hoặc là gấp rưỡi lượng vỏ, tùy vào các bạn muốn ăn vỏ nhiều hay là ít. Mình làm bánh 100g, với mỗi bánh thì mình sẽ cân lấy 60g nhân và 40g vỏ. Bạn nào muốn vỏ mỏng hơn thì mình có thể dùng 65g nhân và 35g vỏ nhé. Mình sẽ cán bột trên một miếng giấy nến. Các bạn có thể cán trên mặt bàn hoặc là mình dùng màng bọc ni lông cũng được. Quan trọng là mình sẽ không để bột dính vào bàn. Ta sẽ chống dính bằng bột hoặc là dầu ăn. Mình cán sao cho nó thừa khoảng 2,5cm, rộng hơn so với viên nhân. Sau đó mình sẽ bọc nhân. Mình sẽ để phần vỏ chùm lấy viên nhân và cố gắng bọc sao cho không có khoảng trống giữa nhân và vỏ.
Phía cuối thì mình sẽ miết để phần bột bao kín lấy viên nhân. Khuôn bánh thì mình sẽ dùng dầu ăn để chống dính, ta chỉ nên quét một lớp rất mỏng. Sau đó mình sẽ cho bột vào và ấn để bột dàn đều trong khuôn. Đặc biệt là khi mình dùng khuôn vuông, làm vậy sẽ giúp cho bột được dàn đều vào bốn góc bánh. Sau đó mình ấn bánh ra một miếng giấy nén. Ta cho bánh vào khay. Mình sẽ nướng bánh trong lò đã làm nóng ở 200 độ C với quạt trong 10 phút. Chú ý là nhiệt độ có thể thay đổi tùy lò. Nếu lò bị nhiệt cao hơn bình thường thì các bạn nên giảm để mặt bánh không bị xém quá nhanh hoặc bị nứt và phồng nhân. Nếu nhiệt thấp quá cũng không được vì vỏ bánh sẽ tốn nhiều thời gian để chín và như vậy thì nhân cũng bị nóng lên sẽ làm phồng bánh. Trong lúc nướng thì mình có thể chuẩn bị phần quét mặt bánh. Mình sẽ dùng công thức một lòng đỏ trứng, thêm 11g lòng trắng để mặt bánh được bóng hơn, thêm vài giọt dầu mè để bánh được bóng và vỏ bánh cũng thơm hơn, vài giọt hắc xì dầu để bánh lên màu đậm hơn. Nếu không có thì các bạn có thể bỏ qua. Và cuối cùng là 1/2 thìa cà phê sữa. So với bánh nhân thập cẩm thì mình có bỏ qua nước đường bánh nướng. Vì với nhân đậu xanh mềm hơn thì mình cố gắng nướng nhiệt cao trong thời gian ngắn hơn. Bỏ nước đường thì sẽ tránh làm cho bánh bị vàng quá và vỏ bánh sau này cũng không bị dính khi nhân thấm dầu ra vỏ. Mình thay nước bằng sữa để thêm tác dụng làm vàng mặt bánh từ protein của sữa. Sau khi đánh đều thì mình sẽ lọc hỗn hợp qua dây để loại bỏ vụn trứng. Sau khi nướng lần 1 thì bánh sẽ cần chuyển đục hoàn toàn. Khi lấy bánh ra khỏi lò thì ta sẽ nhanh chóng xịt nước lên mặt bánh và để bánh nguội. Khi bánh đã thật nguội thì mình mới bắt đầu quét mặt. Ta sẽ dùng chổi sợi mảnh, lông mềm. Sau khi nhúng chổi vào hỗn hợp thì mình sẽ cần gạt cẩn thận phần thừa để chỉ còn một lớp rất mỏng phần quét mặt trên chổi. Mình sẽ quét bánh đều, nhẹ nhàng và chỉ quét mỗi vùng một lần để trứng không bị đọng quá nhiều trên bánh, sẽ làm mờ phần hoa văn của mình. Với bánh đậu xanh thì trong lần quét mặt đầu mình sẽ không quét ở thành bánh nhé các bạn. Sau đó mình sẽ cho bánh vào lò nướng mà mình đã giảm còn 180 độ C và mình sẽ nướng bánh trong 7-8 phút. Khi lấy bánh ra thì mình sẽ lặp lại các bước xịt nước để nguội, sau đó quét mặt và nướng thêm một lần nữa. Lần cuối này thì mình sẽ quét cả mặt và thành bánh để bánh được bóng đẹp. Ta cho bánh lại vào lò nướng ở 180 độ C và nướng trong 7-8 phút. Bánh khi mới lấy ra lò sẽ còn hơi mềm do nhân bánh còn mềm, nhưng mà khi để nguội thì vỏ bánh đã cứng và đặc biệt là hoàn toàn khô ráo, không dính tay nhé. Sau khi bánh thật nguội thì mình sẽ cho nó vào hộp kín khí. Bánh sau khi nướng xong thì mình sẽ cần để khoảng 1-2 ngày để vỏ bánh thấm dầu từ nhân. Vỏ bánh sẽ mềm hơn và ngoài ra nó sẽ lên màu đẹp hơn. Thành phẩm mình sẽ để hộp kín nơi khô ráo thoáng mát trong vòng khoảng 1-2 tuần. Vậy là mình đã chia sẻ thêm cho các bạn món bánh trung thu nhân đậu xanh. Chúc mọi người cùng làm thành công món bánh này cho gia đình trong dịp Tết Trung Thu nhé. Nhớ ấn nút like và bình luận để ủng hộ mình nha. Hẹn các bạn trong video tới trên kênh.